Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Điểm mấu chốt khiến CEO Nguyễn Phương Hằng lật ngược thế cờ, cả nước mong chờ và nguyện cầu điều tốt đẹp sẽ đến với bà chủ Đại Nam. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, mấy hôm nay, dư luận đang khá xôn xao trước thông tin lộ diện chân dung luật sư bảo chữa cho CEO Nguyễn Phương Hằng. Người thì đoán là luật sư Hồ Nguyên Lễ, người cho rằng đó là luật sư Trương Thị Hoa. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, chúng tôi nghĩ rằng vẫn không quan trọng bằng việc họ hiểu thấu đáo câu chuyện này. Có một sự thấu cảm sâu sắc dành cho thân chủ của mình. Mới đây thì luật sư Trương Thị Hoa trả lời VTV không hài lòng trước thực trạng showbiz và luật sư Trương Thị Hoa hiện nay được nhiều cộng đồng mạng cho rằng chính là một trong ba vị luật sư bảo vệ cho bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 11 sắp tới đây. Là một tin vui dành cho những người yêu mến vị đại gia Bình Dương Nguyễn Phương Hằng. Bởi bà Trương Thị Hoa được nhiều người biết đến bởi bà có 47 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp, có tài năng và đức độ, không chỉ thể hiện sự hùng hồn khí phách với những lời lẽ sắc bén tại phiên tòa. Bà Trương Thị Hoa còn ghi chú ý khi nhận xét về thực trạng của showbiz về những vị luật sư tài năng đức độ thì chắc chắn vụ drama của bà Phương Hằng sẽ có những khởi sắc. Chúng tôi vẫn luôn tin vào bản lĩnh trí tuệ của nữ CEO, cộng thêm sự hiệp lực của các luật sư tên tuổi giàu kinh nghiệm là điều rất tích cực trong câu chuyện này. Người dân cả nước vẫn luôn hướng về người họ yêu mến với một sự hy vọng, mong chờ kỳ tích sẽ đến. Họ luôn nhắc nhở, truyền tai nhau những việc làm tốt của vợ chồng ông bà Dũng Hằng. Thú thật với quý vị, trong quá trình làm tin về nữ doanh nhân Phương Hằng, chúng tôi cảm thấy bất ngờ, khâm phục và trân trọng tấm lòng vàng của ông bà. Hiếm có một doanh nhân nào như Dũng Hằng, họ chọn cho mình một cách làm thiện nguyện hướng tới những giá trị vô cùng nhân văn tình người. Đó là cứu sống cả một sinh mạng, hồi sinh cuộc đời của những mầm non tương lai của đất nước, cứu nguy lúc ngặt nghèo, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất giáo dục của các con. Tự sửa từng con đường, xây từng cây cầu, giúp người dân đi lại mưu sinh thuận lợi hơn, giúp đỡ động viên tinh thần cho những người từng lầm lỡ v.v. Bấy nhiêu đã thấy quá nhiều, nhưng khi đọc được bài chia sẻ của chị Đoàn Phương Nga, một người con xa xứ, luôn hướng về quê hương. Chúng tôi không khỏi xúc động, thán phục và biết ơn sự cống hiến vì cộng đồng, vì người dân của cặp đôi Uy Dũng Phương Hằng. Kính mời quý vị cùng đến với bài viết như sau. Đại Nam tấm lòng vàng, trải dài đất nước, trải theo dòng thời gian, diễn biến drama. Bản thân tôi biết đến Đại Nam nữ siêu Phương Hằng từ những việc làm hữu ích, những đóng góp to lớn cho xã hội, cho nước nhà. Nhưng điều tôi lấy làm ngạc nhiên hơn tất cả đó chính là, ngoài những việc làm trên, bên cạnh đó Đại Nam còn thể hiện tấm lòng vàng qua sự kiện trao học bổng cho học sinh nghèo. Tôi tư lượng rất lâu về những bài báo đăng tải ngắn gọn với nội dung thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì với tôi, nữ siêu Phương Hằng không chỉ có tấm lòng như Bồ Tát, mà ở chị còn thể hiện rõ sự đùm bọc, sẵn lòng giúp đỡ đối với những học sinh nghèo vượt khó và những hoàn cảnh neo đơn, không đủ điều kiện cho con cấp sách đến trường. Từ những việc làm thiết thực như vậy, tôi lại càng trân quý, càng nể phục vì chị đã luôn cúi mình với người dân. Như chúng ta đã biết, sự ra đời Quỹ Tấm Lòng Vàng vào những ngày mùa thu tháng 10 năm 1996, khi lũ lụt đang hoành hành tại miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Nhà báo Phạm Huy Hoàng, người cha đẻ của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng, đã cùng anh chị em báo Lao Động đều trăn trở nghĩ suy. Với niềm mong mỏi thôi thúc lên đường cứu trợ bà con, Quỹ Tấm Lòng Vàng ra đời từ đó. Trong các nồi bảo lũ cùng những tiếng kêu cứu của đồng bào, Quỹ Tấm Lòng Vàng được nuôi dưỡng và phát triển lớn lên với tốc độ đáng kinh ngạc. Bắt đầu từ những đóng góp của cán bộ phóng viên, báo Lao Động đến công nhân cảng Hải Phòng, lan dần đến các ngành công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, các doanh nghiệp và bạn đọc ba miền đất nước. Uy tín của Quỹ Tấm Lòng Vàng vượt ra khỏi biên giới quốc gia, thu hút được sự quan tâm và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài. Nhờ vào sự uy tín cũng như trọng trách cao, Quỹ Tấm Lòng Vàng đã tạo dựng tiếng vang và có sức hút rất lớn, được rất nhiều các doanh nghiệp chung tay xây dựng, đóng góp, ủng hộ dưới mọi hình thức. Trong số các doanh nghiệp thì không thể không kể tới đó chính là doanh nghiệp Đại Nam. Từ ngày thành lập cho đến nay, công ty cổ phần Đại Nam luôn thể hiện rõ sứ mệnh góp phần mang lại cho cộng đồng những giá trị văn hóa tốt đẹp, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Như thành lập quỹ từ thiện hàng hữu, tài trợ điều trị cho trẻ em nghèo, bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước,
xây nhà tình nghĩa tình thương, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, đồng bào thiên tai lũ lụt. Điển hình ngày 21 tháng 9 năm 2015, tại thành phố mang tên Bác, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động và Công ty Cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương đã trao tặng 5 tỷ đồng tương đương với 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi. Ngày 18 tháng 10 năm 2015, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại Nam đã trao học bổng cho 10 học sinh sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức, lao động tại các cấp công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, biết vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi suất học trị giá 5 triệu đồng được biết Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng, lao động đã tài trợ 5 tỷ đồng. Số tiền này được chia thành nhiều suất học bổng trao cho đối tượng là con em của công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập trên địa bàn cả nước. Ngày 26 tháng 10 năm 2015, Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Công ty Cổ phần Đại Nam đã phối hợp tổ chức trao học bổng tặng Tấm Lòng Vàng Đại Nam năm học 2015-2016 cho con công nhân viên chức lao động Quảng Ninh. Học bổng Tấm Lòng Vàng Đại Nam được trao cho 14 học sinh là con công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi, mỗi cháu 5 triệu đồng, tổng trị giá 70 triệu đồng. Ngày 27 tháng 10 năm 2015, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn Cơ sở Ba miền Bắc Trung Nam tổ chức đi thăm, trao tặng 10 suất học bổng Tấm Lòng Vàng Đại Nam cho các cháu học sinh sinh viên là con cán bộ công nhân viên chức lao động, tổng công ty có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong năm học 2014-2015 với trị giá 5 triệu đồng một suất. Ngày 1 tháng 12 năm 2015, học bổng Tấm Lòng Vàng Đại Nam đến với học sinh giỏi vượt khó ngành công thương, Công ty Cổ phần Đại Nam. Thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng, lao động đã trao học bổng trị giá 5 triệu đồng cho em Triệu Thu Trang, học sinh lớp 10, trường chuyên Hùng Vương Phú Thọ, là một trong 1.000 em học sinh được nhận học bổng của Công ty Cổ phần Đại Nam, niên học 2015-2016. Công ty Cổ phần Đại Nam đã dành tặng sự ưu đãi cho con em cán bộ công nhân viên chức Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Có thể nói, những suất học bổng của Công ty Cổ phần Đại Nam tài trợ thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng, lao động dành cho các cháu học sinh sinh viên khi bước vào năm học 2015-2016. Không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có giá trị vô cùng lớn về mặt tinh thần, động viên các cháu tiếp tục nỗ lực học tập tốt hơn nữa để giúp cho bố mẹ yên tâm lao động sản xuất, cống hiến cho doanh nghiệp, cho đất nước. Ngày 5 tháng 9 năm 2022 tại Bình Dương, Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu và Công ty Cổ phần Đại Nam đã trao tặng 500 xe đạp trị giá 1,1 tỷ đồng cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh cùng trao tặng 75 xe đạp và học bổng cho học sinh khó khăn. Tôi không thể kể hết những việc làm tình nghĩa, những giá trị nhân văn mà Đại Nam đã dành tặng cho mọi thế hệ trẻ. Qua những tháng năm ghi ấn, tôi cảm nhận một điều ở nữ siêu Phương Hằng đã toát lên bản tâm thanh tịnh hay thân tâm, thường là tâm hằng vĩnh viễn và luôn hiện hữu trong mỗi con người. Vì mọi sự việc trên thế gian này, dù tốt hay xấu, đúng hay sai, lành hay dữ, phải hay trái, có được hay không, đều là do vọng tâm của con người biểu hiện ra cả. Sự cảm thụ của tâm sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân, không ai là giống ai, không phải lúc nào cùng giống nhau và không phải nơi nào cùng giống với nhau. Thế mới biết khi tâm của chúng ta suy nghĩ chân chính thì mới phát ra những hành động tốt đẹp được. Nếu tâm suy nghĩ thì sẽ gây ra những hành động xấu và tội lỗi. Do vậy, thân của chúng ta hành động tốt hay xấu đều do cái tâm của mình chủ động điều hành. Chính vì vậy, cái tâm của mỗi con người là quan trọng. Hơn hết, nếu không có tâm thì coi như thân thể này là phế bỏ. Phương Nga Đoàn. Thưa quý vị, trong một thông tin liên quan, trước thông tin đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh vì quá bức xúc trước những hành động và sự lật lọng trơ trẽn trắng trợn của tên Phan Văn Mãi, thế nên rất nhiều người dân tự phát đã kéo đến nhà ông Phan Văn Mãi hỏi tội. Thế nhưng tên Phan Văn Mãi này lại bố ráp hơn 1.000 cơ động để đàn áp người dân. Hôm nay, một thông tin gây rúng động dư luận trước thông tin đông đảo người dân thành phố lại tiếp tục ra đường tẩy chay ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM, ông Phan Văn Mãi. Đến giờ phút này có thể thấy lòng dân hết sức phẫn nộ trước sự lươn lẹo và dối trá của ông Phan Văn Mãi với vụ việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người cho rằng việc bà Hằng nhắc đến ông Phan Văn Mãi trong buổi livestream hoàn toàn không có gì sai trái. Thế nhưng ông Phan Văn Mãi lại ra lệnh cho ông Lê Hồng Nam bắt tạm giam bà Phương Hằng, còn ghép vào tội 331, lợi dụng quyền tự do dân chủ là hoàn toàn không chấp nhận được. Đây là điều vớ vẩn và lố bịch. Trước thông tin này,
Nhiều người dân ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng nói rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước xã hội chủ nghĩa công bằng dân chủ văn minh, nhà nước Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân phục vụ. Mọi công dân Việt Nam trước pháp luật đều có quyền bình đẳng như nhau. Tất cả người dân nghèo trong cả nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra và làm sáng tỏ những kẻ đã lợi dụng uy tín cá nhân, ra sức hút máu nhân dân nghèo, hại nước hại dân, chuyên đi lừa dối như tên thần y Võ Nằm Yên đã lừa đảo nhân dân khám chữa bệnh và đã làm chết 5 người. Võ Nằm Yên hoạt động khám chữa bệnh trên 14 năm ở trong nước và ngoài nước, tiếp là chúng ăn chặn tiền từ thiện Hoài Linh. Tên này kêu gọi tiền từ thiện từ mấy năm nay với lý do giúp đỡ nhân dân trong mùa lũ. Nhưng tên nam danh hài này không đi làm từ thiện cho nhân dân trong mùa lũ. Hoài Linh tự động giữ tiền từ thiện trong một thời gian khá dài. Tên hề Hoài Linh bị bà Siêu Phương Hằng phát hiện réo tên, thì tên hề Hoài Linh này mới đi giải ngân tiền từ thiện trong mùa nắng nóng chang chang. Tên hề Hoài Linh còn không thèm sao kê tiền từ thiện cho tới ngày hôm nay. Kể đến là Trấn Thành kêu gọi tiền từ thiện nhưng Trấn Thành không đi làm từ thiện, Trấn Thành lại gửi tiền từ thiện cho người khác để đi làm từ thiện. Trấn Thành có sao kê tiền từ thiện nhưng không minh bạch. Và nhất là đôi vợ chồng, ca sĩ Thủy Tiên Công Vinh kêu gọi từ thiện và trực tiếp đi làm từ thiện. Thủy Tiên và Công Vinh có sao kê nhưng không minh bạch rõ ràng. Điều cắn nhất là tên nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi từ thiện nhưng kiên quyết không sao kê từ thiện. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.